Mình hiện giờ đã tới Hà Lan. Và bây giờ Hà Lan thì rất là dân ở đây rất là gọi là to con. Hà Lan là một trong những người có chiều cao trung bình cao nhất châu Âu và rất là to con. Đây là đất nước mà của cơn lốc màu da cam. Thì rất là yên tĩnh. Rồi, những dòng xe Đức đã mất tiêu. Quay lại là cái dòng xe Ford nè, Fiat nè. Ít xe Đức hơn. Và những xe châu Âu và châu Á cũng sẽ có nhiều hơn ở đây. Và dân ở đây đi chuyển xe đạp rất là nhiều. Bây giờ mình thấy là xe đạp rất là nhiều luôn á. Và chiều cao trường. Ở đây mình kiếm người nhỏ con cũng khó. Nãy mới gặp tai nạn xe. Ở đây là người ta chạy rất nhiều xe Opel. Opel là một thương hiệu của Toyota mua lại, thuộc sở hữu Toyota. Vì Toyota đánh ở phân khúc châu Âu thì đánh khó thắng các dòng xe trong châu Âu, nên Toyota đã mua lại thương hiệu Opel. Từ đó thì Opel đã trở thành thương là gốc châu Âu, nhưng lại là sở hữu là Toyota. Ở đây là Volkswagen và Opel là dường như là thống lĩnh cái dòng xe bình dân ở đây luôn. Thấy rất nhiều người đi. Bộ đồ này là bộ đồ pyjama của mấy chị bán mỹ phẩm nè. Rồi ở đây. Đây xa xa có con Tesla. Gái tay dễ thương vậy. Hôm nay là bán sim điện thoại nè, siêu thị tiện ích. Bên này thì có bán mấy cái đồ như là SM souvenir của gọi là gì ta? Souvenir gọi là gì ta? Souvenirs gọi là nói chung souvenir của để mình gửi về cho người thân mình làm quà khi mà đi tới đất nước Hà Lan. Ở Hà Lan thì có 7 điều là rất đặc biệt, đó là đôi guốc gỗ, hoa tulip. Nhưng mà thật sự là hoa tulip không xuất xứ ở Hà Lan nha, nhưng mà Hà Lan là người tạo ra được hoa tulip có nhiều màu nhất và thống trị ngành hoa tulip trên thế giới luôn. Bây giờ một năm mà có được thật vậy. Một năm mà hoa tulip ở Hà Lan xuất khẩu không là khoảng doanh số khoảng 7 tỷ đô. Và Hà Lan đã là một đất nước rất là yên bình và là một trong những nước đất nước đẹp nhất châu Âu, có nền nông nghiệp cực kỳ phát triển. Và lượng đồng bằng của Hà Lan hình như chiếm khoảng gần 70-80% gì đó. Cái này là mình đọc sách thì thường biết, cũng như là nghe mọi người nói. Và nếu mà đi tới Hà Lan, mọi người nên mua một cái guốc gỗ, đôi guốc gỗ đại diện cho đất nước Hà Lan. Ở đây họ xài Vespa khá nhiều ở châu Âu, và nhìn cái kiến mà che chống gió của họ nè, nó bự vô địch luôn. Để luồng gió nó tản qua hai bên như nè, không có vô mặt. Tại vì một số người do tới đây thôi thì gió sẽ vô mặt, chạy rất là rát. Và ở đây là đa phần xe chạy tốc độ cao lắm, chứ không phải chạy chậm như là ở bên Việt Nam. Và đặc biệt là ở qua tới Hà Lan thì không còn đường autobahn nữa, nên tốc độ trung bình chỉ có 100-120 thôi, như là đường cao tốc mình đây. Đây cũng là một trong những siêu thị của Hà Lan, bên trong bán rất nhiều đồ đi mua sắm sức ăn hàng ngày cho người dân ở đây. Đây là siêu thị của nó đây, bán nhiều thứ organic lắm. Và rau ở đây thì không có rẻ như Việt Nam mình nha, rau đây rất là mắc. Đây cái này bao nhiêu đây, có nhúng gì thôi nè, 1 euro 30 24.500, quy đổi cho bị công đen đó nha. 1 euro không? Mà đồ ăn heo thị đây cũng nhiều lắm, trái cây, các sản nè, mango nè, các sản nè. 1.89 euro, trong khi mình mua ở ngoài khoảng 30.000, 40.000, trong khi ở Việt Nam thì bạn chỉ bỏ ra 40.000 mà mua được mấy ký, cả ký. Chạy nước ở đây rất là to, vì dân ở Hà Lan họ khá đô con nên cái lượng tiêu thụ giờ thực phẩm của họ cũng sẽ rất là nhiều. Mua này về nhà được nè. Thôi
Reviewer đó, đây là thịt bò. Bò ở đây chắc chắn là rẻ rồi. Trời ơi, bò ở đây rẻ thiệt. Để coi rẻ như ở Việt Nam. À, ở Hà Lan thì ăn thịt bò thì một bò bao nhiêu đây là 100 gram à, bằng 1.40 đô, 3.49. Là cái này khoảng gần nửa ký, khoảng 250 gram thịt bò. Đây 400 gram thịt bò nè. Đó, 400 gram. 400 gram đây. 3.49 đô euro. 3.49 euro. Được 400 gram thịt bò. Khoảng gần 100.000. 80.000 là được 400 gram. Giá cũng hợp lý ha. Ok. À, giống như các nước khác thì Hà Lan cũng là có một thứ đặc sản, đó là khu phố đèn đỏ Amsterdam và khu phố khói xe gió, cũng như là làng, một cái làng rất là đẹp đó, để đi, mà cái làng nó không để đi ô tô được, phải đi thuyền vào. Và các khu mua sắm cũng sầm uất á, mà một số đặc sản như là vải lụa đây cũng đẹp lắm. Và dân ở đây thì đa phần làm nghề, gọi là nghề chính của họ là đất đồng bằng mà, là nông nghiệp. Bây giờ là 7 giờ tối. Nhìn cứ như đang 4 chiều. Mặt trời chưa lặn luôn. À, tối nay mình sẽ trải nghiệm đi xe bus vào sân bay. Từ sân bay sẽ bắt xe bus số 180 nè vào sân bay. Từ sân bay mình sẽ bắt được bắt đi bắt tàu lửa đi vào trung tâm Amsterdam. Nè, bắt đầu nè. BMW diesel no deal, check eyes. Ok, mình đang ở chỗ này là gọi là nhà ga Amsterdam. Mình vô đây, mình sẽ xuống, mình đi xuống vô trung tâm Amsterdam. Ok, đây là sân bay của Hà Lan. Ok, Amsterdam Airport. Rồi, sân bay ở châu Âu như cái chợ luôn. Như một cái chợ. Trên ticket thì nghĩa mua vé ở đây. Mua vé. Ok, vô đây mua vé thử coi. Trả bằng thẻ thì vậy. Có một máy à. Bên đây cũng có rồi nè. Thử xem. Đông ghê. Đây là bên đường cái tàu. Chào mọi người, tôi đang ở Amsterdam. Và Tâm đang gọi là hơi bị sốc và bất ngờ, vì ở đây rác dữ quá, người ta sẽ rác y chang Việt Nam. Chắc ổn nè. Đây là nhà ga cũ của Amsterdam, bên trong rất là mới nha, nhưng bên ngoài kìa chút cực kỳ cổ điển luôn. Đó, xa xa có nhà thờ nè. Ok, bây giờ mình sẽ đi chơi ở khu vực này. Hiện giờ là 1 giờ sáng, dường như dân rất là đông luôn, và dân nhập cư rất là nhiều luôn. Trời, Amsterdam Central. Ok, đây là dòng sông. Buổi sáng sẽ có tàu điện cánh, tàu điện ngầm mua vé nữa nè. Bên kia là Babylon Palace, nhà thờ. Thật là vui vì lâu rồi đặt chân tới đây. Mặc dù trời đang mưa lất phất nha, ngoài trời đang mưa nhưng không khí ở đây thật là tốt. Mình tiếp tục di chuyển tour vòng quanh châu Âu. Có một điều ở đây là ít bị giật điện thoại lắm. Đi chơi ở đây họ ít bị giật điện thoại. Mọi người có thể đi chơi ở đây khá thoải mái, nhưng mà khả năng bị giật điện thoại thấp lắm. Nhưng những cái còn lại rất dễ mất, đặc biệt là tiền bạc, bắp tiền, những cái đồ vật dụng mình mua. Còn thật sự nói cho thì cái phần điện thoại dường như là nó tẩy tra rất là nhanh, mà người ta không thoát được hết. Nên là họ quan tâm tới điện thoại lắm. Mình có thể sử dụng điện thoại thoải mái ở một số nước châu Âu nha, tại vì mình đi mình cảm thấy nó an toàn dùng điện thoại thôi. Mấy nơi khác thì mình không biết. Lạnh quá. Bây giờ là trời mưa cho nên thành ra
căn bản là khá là lạnh luôn. Ở không khí hiện giờ rất là lạnh luôn. Ở đây thì trong những hẻm nhỏ và thường có những quán bia rất dễ thương, mình thấy bạn uống bia tận hưởng cuộc sống được đó, gặp được người người Tây, người nước ngoài uống bia ở đây rất là thích luôn. Cái bar nhỏ cocktail rất dễ thương, và vậy hiện giờ mặc dù 1-2 giờ sáng nhưng mà vẫn thức và rất là đông, thoải mái lắm. So cold hả? Ở đây mình như thằng tí hon vậy đó, đâu lo gặp được châu Á mừng lắm. Oh, hopefully see the beer, the person who sent my body. Very cold. Why you take the tea such very slim like this? Very cold. Ok, trong đây như thế này có cửa hàng nhỏ, ba búp nhiều lắm nha. Trời ơi, cái đường này có thể là gọi là ba rất là nhiều luôn, nhìn. Wow. Mình đang đến trong một những cái khu gọi là, hồi nữa tới đó thì không được quay phim đâu. Cái khu này là khu Red Light của Amsterdam. Đây có cái bên có bức tượng ngồi ghê. Red Light là khu đèn đỏ mình tới tham quan. Nhưng mà vô tới khu đó thì mình không được quay phim. Mình sẽ đứng từ xa ngó vậy thôi nè. Người ta thấy nè đó. Nhưng mà mình không thể quay phim ở đó được, thì khách du lịch hàng được hạn chế quay phim ở những khu gọi là nhạy cảm của đây. Nhưng mà ở đây có nhiều thứ rất hấp dẫn, ngoại trừ các vũ công phụ nữ ra thì mình ở đây là ngành mại dâm được hợp thức hóa. Mình có thể tới đây mình tham quan vì có những cái thứ rất đặc biệt ở đây. Không chỉ là cái đó, gồm qua sẽ có nhà thờ nè, những cái nơi có bức tượng những cô gái làm nghề mại dâm rất là đặc biệt luôn, nên ra mình phải tới tham quan cho biết chứ. Ok, bây giờ đứng có thể đứng đây thôi chứ hồi nữa bước vô đó thì không được. Đây là cái khu đây, khu Amsterdam Red Light. Ok. Ngoại trừ khu đèn đỏ ra thì sẽ có những cái nơi giống như là mình có thể thoải mái thúc cần nè, sử dụng cần sa ở đây. Vì ở đây là cần sa và ma túy được hợp thức hóa một số cái thôi chứ không phải là heroin nha. Và những người ở đây họ cực kỳ là rất là khó chịu khi mình cầm máy quay, mình lia máy quay. Bên kia giống như là khu đèn xanh vậy, bên này khu đèn đỏ nên buộc phải tắt camera. Mình đang đứng ngay khu đèn đỏ đây và đây giờ mình không thể nào quay phim được. Vì khu vực này nó đang có gọi là nó có cấm quay phim á. Vì vậy mình phải gọi là có những điều tốt đẹp không được đụng vô của người ta. Ông này ổng nói con nhỏ này chỉ là cái người gọi là chỉ là nói trong massage thôi. Quậy nó ra công an tới, không biết nhỏ gọi cách nào á. Quan tới luôn, khá nhanh. Nói chung là mấy cái ông này ổng cũng dở, nghĩa là không có đi hỏi trước. Như mình là nãy mình hỏi mình có đó, thì ổng nói người ta cheating ổng, nhưng mà ai cheating ổng bao giờ. Đặc biệt là cái cách mà người ta chơi chiêu thôi, mấy cái ai cũng biết. Khổ ghê, mấy chợ Ấn Độ nhiếm. Mình đang ra lại cái ga của Amsterdam Central để quay về khách sạn. Đây là một trong những ga gọi là ga tàu lớn nhất của Amsterdam, Hà Lan. Nơi này thì thật sự khu vực này là vấn đề an ninh mật rất là kinh luôn á, và rất là thấy hay và rất là trân trọng những người công an làm việc ở đây. Họ cực kỳ chuẩn, cực kỳ hay. Đây là khung cảnh đồng quê của Hà Lan. Một trong những biểu tượng Hà Lan là có xe gió, thì đây là ngôi làng duy nhất mà Hà Lan giữ lại để làm địa điểm tham quan du lịch. Người ta thấy là phía sau cầu vòng sau mưa, những có xe gió rất đẹp, rất đáng để chụp hình. Thì có xe gió này chúng ta sẽ nghĩ tới, nhìn có xe gió này chúng ta sẽ nghĩ tới Don Quixote và cuộc chiến có xe gió đẹp quá. Cầu vòng cùng cổ xe gió quá đẹp, quá tuyệt vời. Đây là cầu vòng đôi, là hai cầu vòng. Phía sau là có xe gió, cảnh quá đẹp. Đây là cảnh làng quê mộc mạc của Hà Lan. Đây là ngôi làng duy nhất còn giữ lại nét hoang sơ của người Hà Lan, cũng như là cái kiến trúc và công trình của họ. Và cái bố cục của ngôi làng này là vẫn còn giữ được vẹn nguyên tới tận bây giờ, để dành cho cái khách du lịch mà mỗi lần mà muốn tới Hà Lan á. Và ra đây một cái mình tới. Hello con.
Cùng ngắm cảnh đẹp những ngôi nhà có xe gió mini của Hà Lan nào. Đây, cảnh rất là đẹp luôn ở xứ Hà Lan. Đúng là xứ lạnh á, giống Đà Lạt vậy. Giơ máy lên là cái camera mình trong veo à. Đây có những anh cù đen nữa nè. Gọi là cù đen đi. Đây mấy anh. Trời, ở Nhân Cân không? Có dịch trời nè. Có anh cù nè. Ngôi làng rất là yên bình. Thì ở đây họ sống nhiều bằng nghề là bò sữa và nuôi các động vật gia súc. Và hiện giờ các con đấy dần dần còn đang nuôi đây. Và ở đây gọi là gà của Tây Ban Nha, của Hà Lan. Là gà của Hà Lan. Thì cái giống gà này hơi lạ hơn, hơi gà Tháp Phượng nhưng hơi lạ chút xíu. Đây là trung tâm làm phô mai của Hà Lan. Ở đây có những cục phô mai rất to luôn. Wow. Đây là phô mai này có tỏi nè. Phô mai này tiêu nè. Phô mai có ớt nè. Phô mai có rau cần nè. Phô mai có truffle nè. Phô mai ngũ cốc nè. Rất nhiều luôn. Và bán các cây phô mai 4 loại chung với nhau nữa nè. À, này là jam, đây chắc jam quá. Jam đúng không ta? Cheese, và cũng là phô mai luôn. À, mình có ông thằng em tên Huy rất là sợ uống sữa. Thì cái này mình nghĩ nó không làm gì được đâu. Phô mai dừa để ăn thử nha. Mai được không? Phô mai trà xanh. Phô mai tỏi. I see, sorry. Yeah, because don't touch that. Yeah, I see. I don't see this, sorry. Because here. Oh, okay. Okay. Đây là cục phô mai trời. Farmer's cheese. Đây là nơi trời có phô mai được. Đây là có những phô mai như cái dĩa luôn. Phô mai này phô mai dĩa nè. Wow. Ok. Vì ở phương Tây, trời ở Hà Lan là chắc là nổi tiếng về bò sữa. Và phô mai ở đây cũng rất đặc biệt, cả phô mai cừu nữa. Và ăn cừu nè. Và nhiều loại quá, để khách hàng có thể mua thưởng thức và ăn thử. Mèo bên lèo. Mèo mèo. Chào con. Expensive. Yeah.
how much in your country? Sorry? How much for this car in your country? 86,000. 86,000? Yeah. Oh my god. 350 plus? Yes. This has been a horsepower so high. The tax is also very high. Chào mọi người, hiện giờ mình đang có mặt tại BMW Van Bogues, là BMW thuộc Amsterdam của Hà Lan. Đây là một trong những showroom lớn của Hà Lan và nó sở hữu rất nhiều dòng xe và bán tại đây, bao gồm cả dòng M. Thì mình đang đứng ở đây là khu vực nhà để xe của nó. Mình sẽ đi vào bên trong và khám phá showroom này như thế nào nhé. Kế bên chúng ta cũng sẽ có nhiều showroom lắm và không gian khu vực này cũng rất là đẹp. Gãy cây rồi trời. Ok, let's go in nào. Trong đây sẽ có bán BMW nè, bán dòng BMW hạng sang M, dịch vụ, bảo dưỡng, phụ tùng, rất nhiều thứ. Bắt đầu vô khám phá nào. Mình sẽ tới showroom của BMW trước, nên mình sẽ lên lầu 2 để coi trên này có những sản phẩm nào đang được bán. Hy vọng sẽ gặp được những con mới mà rất mong ước được gặp thời gian đây, như là 7 series mới, X7 LCI hay là gì đó. Nào, mình bắt đầu nào. Lầu 2 nào. Trời ơi, vui lắm luôn á. Lâu rồi mới được trải nghiệm hãng BMW trên thế giới tại các nước thuộc châu Âu. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem chiếc BMW tại châu Âu có gì khác với lại BMW của thế giới hay không, của châu Á hay không. Let's go. Vừa đặt chân vào là thấy liền một rừng xe. Ở các thế giới hiện giờ đang bị hết hàng, chứ ở đây thì hơi bị dư hàng luôn á. Và hiện giờ vẫn còn họ vẫn còn rất nhiều xe mà gọi là bị bụi luôn á, nóng bụi luôn. Và bây giờ mình sẽ vô trung tâm của câu chuyện BMW này. Ở đây chúng có con Isesta nè. Đây là con xe mà đã trong thế chiến thứ nhất có một câu chuyện là bức tường Berlin, và đây là câu chuyện của nó. Đây là con Mini Cooper Big Love. Ở đây hai showroom sẽ kế bên nhau và rất là to luôn. Showroom này là một trong những showroom to nhất của Hà Lan, nên trời xe nhiều lắm, mình sẽ bị điên cuồng ở đây. Đây là reception, đây là không gian trưng bày xe. Hai. Oh my god. Oh, ở đây chúng ta có i4 phiên bản màu xanh nhám, Z4. Không gian thì y như là bên BMW của Việt Nam, nhưng vị trí, một số vị trí ký hợp đồng và vị trí ngồi của khách thì nó sẽ khác chút xíu. Mình bắt đầu khám phá nè. Ở đây chúng ta có con The True Grand Tour mới hoàn toàn. Rất đẹp, với mới cái này mình đã review rồi. Tiếp nữa chúng ta có con i4 màu xanh nhám, xanh đại dương nhám, rất đẹp luôn. Và giá của nó ở châu Âu, ở Hà Lan là không hề rẻ nha. Con này là M50i, giá của nó tới 87.893 euro, con này là siêu mắc luôn. Và con i4 thì dường như là các style của các xe BMW bây giờ là có xu hướng là kéo kính xuống, và ở đây dường như chỉ có xe xịn chạy kiểu mã lực cao thôi, vì người dân châu họ thích cơ bắp lắm. Đây là hệ điều hành mới của BMW, 4 series cũng như 3 series mới LCI. Bây giờ mình đi kiếm cái con LCI coi có không. IX, con này IX ít nhất cũng phải, con này IX40i rồi. The Warmth, người đã biết rồi. The 3, The 3 thì nó vẫn là bản cũ, chưa có đăng ký mới, chưa có gì mới hết. The 4 này là bản competition nha. Con này là con cúp, ở Việt Nam mình sẽ không thể kiếm được con này đâu. Con này là bản competition vì mình chỉ cần nhìn thôi là biết liền. Vì ở dưới cái phần vị trí mà đĩa thắng mâm của nó màu đen nè. Và cái đĩa thắng của nó sẽ là đĩa thắng M Performance. Con The 4 này là bản M Performance chứ mình nhầm, phải là competition. Sorry. Con The 3 này là tất cả tụi nó đều trang bị. Con này thì không có tính năng dẫn làn đường nè, nhưng con này thì lại có nè, tính năng dẫn làn đường, bám đuôi xe, rất đẹp luôn. Có nghĩa là con LCI vẫn chưa được bán ở Hà Lan, Amsterdam. Con này là con xăng điện. Ủa,
320E nha. 320E nè. Con này là 63.000 Europe. Nó ở đây nó tính thuế xe là 21% lần. Yeah. Bắt đầu nên thành ra giá của nó cũng cao chứ không hề rẻ. Đây là khu vực mà điêu xe, nói chuyện với khách hàng của nhân viên. Bên này là con BMW X4 màu đen nhám. Ở đây sử dụng xe Y, bán xe Y khá nhiều và còn dường như đầy đủ các dòng. Năm 20 Touring, con này sẽ cực kỳ hiếm khi ở Việt Nam đây. Đó. Ở Việt Nam sẽ chắn không giờ có con này về. Riêng mình cũng chẳng thích nó chút nào vì cái đất nó xấu quá. Ai mê chứ mình không mê. Hai con X6 có tính năng bám đuôi xe vẫn lên đường. X6 40i, X5 45E, xe chạy xăng điện. Con này thì hơi đặc biệt xíu là mẫu mâm thì lại trang bị mâm individual nè. Mọi người xem, trời ơi, mâm đẹp quá. Đây, mâm individual. Mâm này là mâm màu serum. Mâm của nó, size mâm của nó là 22. Còn đây, anh này là anh năm series Grand Tourer. Oh sorry, Touring, năm series Touring. Mâm không đẹp lắm so với cái mình thích. Nhìn nó dị dị sao? Nhưng mà đối với người, cái quan trọng là cái này nè. Mọi người xem. Người cho họ thích nhất cái phần này, cho nên thành ra họ tập trung vào con này nhiều. Ủa sao nó bị lóc vậy ta? Bấm mở là cái. Con này sao bị lóc vậy? Hình như nó hết bình rồi. Vì mình hãy lên trên khám phá tiếp mấy con siêu xe huyền thoại như con trên lầu chẳng hạn. Đi nè, lên lầu thôi. Đây là một con X5 hoàn toàn chạy điện, chuẩn bị bàn giao cho khách. Khách này là ở Hà Lan luôn. Nhìn biển số có chữ NL là nó chắc chắn ở Hà Lan. Và có hệ thống bám đuôi xe dẫn làn đường 100%. Và đặc biệt là con này được đóng logo kỷ niệm 50 năm logo BMW M. Ồ, vậy là có thể con này là X5 M chẳng hạn. Và bộ mâm trời ơi nhức nách. Bộ mâm đẹp lắm mọi người ơi. Bộ mâm 22 quá đẹp luôn, mâm mới. Trời ơi, đặc biệt là dưới cái không gian này mà cho mình thấy cái mâm này thôi. Để mình... Và con... X5 X-Ride 45E. Quá đẹp. Đã thay 4 mâm và logo kỷ niệm 50 năm thành lập của BMW M. Ở đây khách hàng lựa xe thì có thể được quyền lựa những cái dòng xe mà họ muốn. Hãy nhìn này, khách hàng đang lựa xe nè, được lựa mâm nè, màu nè, nội thất nè. Ôi sướng, và đặt hàng là vài tháng là có. Gặp mình cũng sẽ chọn, tại vì đây là xe mình muốn nhất. Thì còn ít, đây là X5 họ đang lựa nè. Màu xe, nước sơn, nội thất. Ôi, quá tuyệt vời. Ở Việt Nam thì chưa được quyền đó. Rồi, con chạy còn 100 điện 30E. Dễ thương quá. Ôi, nó sạc ở đâu vậy ta? Cộng dây thì cắm sạc ở dưới đất. Ok, bây giờ mình lên lầu nè. Lên lầu coi cái dòng xe mới đang trưng bày trên lầu. Let's go. Bên đây còn có khu vực bán xe cũ nữa. Là những xe khách hàng xài rồi thì công ty sẽ lấy lại và bán ra. Và đặc biệt chúng ta thấy được một con M5 màu đỏ đây nữa nè. Và nó hơi dơ nha. Quá đẹp. Con này là Sunset Orange luôn nè. Hơi dơ một xíu. Bộ mâm cháy ghê. Rồi nhìn ảnh kìa. Về. Con này rất nhiều phiên bản xe khác nhau. Con này là hiện giờ cả nước mình đang chờ đợi 40 trận để về. Khu vực này là nơi bán các sản phẩm lướt, gọi là Premium Selection của BMW tại I think that's it, electric bonnets. The electric bonnets, you can turn here and it will close automatic. Oh, it doesn't work. Oh, yeah. I think over the battery. Yeah. Oh. It's good. It's very beautiful.
This car is acceptable with your. It's nice. Yeah, very nice. Oh, this is 5:30? 5:20. Yeah. A little bit here, the horsepower. It's a bit. Yeah, yeah. It said 184, so yeah, I think that. Yeah. Xuống tiếp nữa là có ba series ở đây, toàn xài laser không ta? Ba series nè, con này là không biết sẵn để con này không có dẫn bám đuôi xe lẫn làn đường, nhưng nó luôn luôn ở đây, những bộ mâm của xe ở đây cực kỳ cháy luôn. Và đây là con ba series Rent Touring, con ba series Touring nữa. Ở đây thì họ xài Touring khá nhiều. Để coi nó dính cái cớp, còn mình mở cái cớp cho mọi người xem cái con Touring nó sao. 330E, ôi con này chạy điện luôn. Và có sẵn một cục sạc ở đây. Nó lại hết điện nữa rồi. Mấy xe này chuyên gia hết điện luôn á. Một con 2 cấp. Con này là Việt Nam giờ nó bị hiếm luôn. Ok. Đây là xe lướt mình nghĩ chắc mới nhất ở đây á. Đây là con 4 Grand Cup và với bộ mâm là 10-19, cực đẹp luôn. Mọi người nhìn cái mâm đó nè, trời ơi cháy ghê không, quá đẹp, quá tuyệt vời. Con này thì gần như là full option luôn rồi, bản này bản full luôn rồi, bản N-Sport là full luôn á. Hy vọng là đúng rồi, 430 ở Việt Nam thì không có được bộ mâm cháy như vậy. Bộ mâm 19 đẹp như vậy, Việt Nam cho mâm 18 thôi. Ở bên này có con Z4. Z4 cái này là lại không option, không full bằng con của Việt Nam nha. Nhưng con này thì full nè. Nó có bám đuôi xe lẫn làn đường luôn ngay đây. Mọi người có thể thấy nè. Con này là có luôn cái serum cho lỗ mũi rồi. Bám đuôi xe được dẫn làn đường của con 4 đây. Ở đây là dường như tất cả xe đều được trang bị gần như full option hết. Quá hay. 40 trần F 30, mình nhớ không nhầm là S36. Đây là không gian của Mini Cooper. Đây là kho xe. Như nãy giờ mình đi coi á, thì dường như là không có chuyện ở đây thiếu xe đâu nha. Ở các nước châu Âu là các xe vẫn cung cấp đầy đủ cho thị trường của họ, vì thị trường này rất là lớn và họ có dư khả năng để thanh mua hết một dàn xe này, nên đại lý sẵn sàng nhập về rất nhiều. Mọi người có thể thấy là riêng cái phần cái kho cho vui thì thôi nha, còn một đống ở bên ngoài nữa nè, trời ơi, nó 3 tầng lầu luôn và có một cái tầng hầm nữa đó, trời ơi khủng khiếp lắm. Và ở đây á, xe là đa dạng về mẫu mã và rất nhiều cái tính năng, như con John Copperworth vẫn có ở đây. Và con John Copperworth này là ở Việt Nam đang rất là hèm muốn, nó là con 2 cửa chứ không phải là con 4 cửa hay là con John Copperworth bản gì mình quên ngang, là Countryman hay là gì đó mình quên thì quên ngang nữa rồi. Ở đây có bộ con, có bộ mâm, trời cháy ghê, hồng và xanh lá nữa. Mui trần vẫn còn, bên đây một dãy đó nè, trời cả chục chiếc. Ok, bây giờ mình sẽ xuống dưới mình tiếp tục khám phá mình cái xe đặc biệt. Ở đây có xe đặc biệt không? Nãy giờ mình chỉ thấy là có màu sơn đặc biệt, xe thì bình thường chứ không có những cái mẫu xe mà mình nói cho mình, tâm mình đã review hết rồi đó. Mình đang đứng trước hãng xe Citroen, là một trong những hãng xe mẹ của hãng Ferrari. Thì mình vào khám phá đi, chứ mình thật sự không biết gì về các mẫu xe của Citroen. Và thấy xe Citroen mới đẹp quá nên mình cũng vào thử, biết vào được không. Được này. Wow, mẫu mã của Citroen mới đẹp quá. Nó có Forever DS nè. Con này là rất là lạ. Còn Citroen là một hãng xe của châu Âu nha. Nó là công ty mẹ của hãng xe Ferrari á. Con này giá của nó bao nhiêu ta? 58.940 euro. Wow, con này giống như chạy xăng điện vậy. Đây đèn của nó bên trong, nội thất đèn rất là đẹp nè. Citroen là một hãng xe lạ. So với mọi người, trước đây Citroen có ở Việt Nam đặt lên mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, nhưng mà một thời gian rất là dài rồi Citroen chưa về Việt Nam. Cần số thì rất giống con của xe của thằng Peugeot. Và ghế thì lại rất là ngầu luôn, mọi người nhìn xem. Trời, cái ghế nhìn rất là ngầu luôn. Có đèn đuôi nè. Ở đây có một cái ghế mẫu nữa nè.
Đúng là con này chạy bằng điện. Đây, DS9 E10. Wow, coi đèn của nó nè. Ôi, đèn hậu của nó nè, đẹp ghê không? Rất là đẹp luôn. Thiết kế của đèn hậu rất là đẹp luôn. Con này mình không có thông tin về nó nhiều. Hai. Do con này chạy xăng điện cho nên nó có một cái nút chỉnh ghế lùi ở phía sau, khoảng cách cho ghế phía trước. Và full nội thất là màu nâu đỏ. Nhìn lạ thật á. Và hai màn hình không liền nhau. Riêng màn hình trung tâm thì rất là to, chắc là ít nhất là phải 12.3 inch. Và màn hình của đồng hồ thì cũng cỡ đó. Ghế da thì mình rờ có vẻ không chắc chắn lắm. Và mọi người nhìn nó hơi cũ sao á. Và cái vị trí vô lăng này nó hơi bị sần. Mặc dù đây là xe mới nhưng mà cái cảm giác, cái xe này không làm cho mình cảm giác xe mắc tiền. Ghế của đây là DS Vitour Vision. Tầm nhìn tại vì quên ngang chứ Vitour. Cái kiểu màn nhà mạng là gì ta? Còn bên này còn khác. Đấy. Thực tế ảo Vitour thì bị quên ngang. Đây. Con này là DS4. Con này thì là dòng giống như dòng cúp vậy đó. Thì mình cảm giác con này nó giống giống cái size Cross của Toyota Cross, hoặc là CX-30 Mazda, hay là con X2 của BM, hoặc là con GLA của Mercedes vậy. Và cái cần số của nó không bị được đổi mới. Khá là đẹp. Có luôn màn hình mini nữa nè. Và ghế thì rất là sang luôn. Cái con này chắc là mẫu mới đây. Con bên kia mình nghĩ là vẫn còn mẫu cũ. Vì mẫu mới mới có được cái chất liệu này. Nhìn nó sang hơn hẳn luôn con kia. Và cái ghế này cảm giác rất là rộng luôn nha. Xe ở đây thì lại hạ kiến xuống. Ở đây người ta thích hạ kiến. Nhưng mà để ý là kể cả bên Singapore, tất cả các xe Singapore đều đã hạ kiến. Không biết khi nào Việt Nam được cho phép hạ kiến giống vậy. Này, cho bộ mâm. Ý chả mấy cái đũa vậy. Ok, thôi mình tham quan sơ sơ thôi. Còn bên này là con kia là DS4. Thì bên này con này là con dấu giống như bảng hai cửa nha mọi người nhìn. Thì cái cửa rất là lạ. DS3. DS3 thì đèn là những cụm đèn LED. 3 cụm và 1 cụm dùng để đá pha. Khá đẹp. Nó là DS LED Vision. Mâm 18 inch. Là hai thiết kế hai cửa đối bất đồng nhất với nhau nè. Có hai cái cửa của nó. Và cửa của nó mở theo dạng như vậy. Thấy không? Và sorry mọi người. Đây. Đó. Nắm này kéo ra. Cũng hay ha. Ô, bên trong hơi chật à. Cái này mà người Tây giống như vậy nè, họ sẽ không có thích lắm. DS3. Yeah. I think that is not acceptable with yours because you're tall. It's in the space in the second row, very small. You see, very small. Yeah. So small. That's right. He'll climb. Yeah. So small. Oh, wow. You had you're tall. You right here and yeah, here. Yeah. Nobody can see yeah. Yes. Yes. It's just for just the two people. I think that in the back, just for the children. Yeah. Okay. Thôi đi về. Mình đang đi trên một con đường đạp xe đạp. Nhưng mình thấy đạp cái đường đẹp quá. Mình quay nè. Đường rất là dễ thương luôn. Có hai hàng cây hai bên rất là mát. Và không khí ở đây thật sự là không khí ở khu vực của Hà Lan rất là thoải mái luôn. Và nó rất là lạnh nữa. Mặc dù trời rất là nóng nắng như vậy nha, nhưng cảnh ở Hà Lan thật sự rất là đẹp. Và cho mình cái cảm giác rất là thoải mái khi di chuyển ở đây. Mặc dù mình sẽ lội bộ rất là xa luôn để tới được cái trạm xe bus, nhưng mà mình cảm thấy là mình đang đi rất là thư thái luôn á. Và ở đây á, ở Hà Lan á, là dường như là dân chúng đạp xe đạp là gần như rất là đông số lượng xe đạp tại Hà Lan.
và mỗi năm họ phải tốn rất nhiều tiền để đi vớt xác xe đạp từ dưới bờ sông lên. Và Hà Lan là nơi của là khu vực là đất nước có nhiều động vật nhất. Đây là cây phong nè, sắp chuẩn bị chuyển qua vàng lá rồi. Nếu mà mình quay lại vào mùa thu, mà cuối mùa thu thì mình sẽ vàng cây phong thì sẽ vàng lá hết. Và vì như vậy nên người ta bỏ ra rất nhiều tiền á để có thể vớt cái giạc xe đạp lên, thì dân nó xài xong nó dục xuống sông á, và nó gây ảnh hưởng rất là nhiều môi trường, nên mỗi năm là bên Hà Lan tốn rất nhiều tiền để vớt. Và trời ơi, một cái rừng phong thế này mà tưởng tượng cái ngày mà nó rụng lá mà đi qua đây là bao đẹp luôn á, đúng không nè. Đây sông nè, ở đây là sông khắp nơi và cảnh rất là đẹp và rất là nên thơ luôn, mình không biết diễn tả từ nào nữa. Và những dân ở đây sống rất là, gọi là họ sống cực kỳ, mình có thể nói là cái chữ là tiết kiệm và chi tiêu á. Cái việc họ chi tiêu, ví dụ mọi người nhìn nè, đây là cái nhà của một người dân nha đó, và họ có không gian sống ở đây, nơi để uống trà trước nhà đi, mà nhìn rất là chill đúng không đó. Nhưng mà họ trần nhà họ rất là thấp, và họ dường như là họ dùng toàn bộ cái không gian để sử dụng trong căn nhà đó một cách triệt để, chứ không phải xài thừa mứa đâu đó. Đây là lý do tại sao mà mình thấy châu Âu nó giàu, nó rất là gọi là tận dụng hết. Không có thể là xe của nó không có to như là xe ở châu Á luôn, và xe của châu Âu thường thường là nhỏ hơn, ghế thiết kế nhỏ hơn xe châu Á, mặc dù là kích cỡ và size bằng nhau đó. Là những điều mình học được của người châu Âu, mặc dù họ rất giàu nhưng họ cực kỳ tiết kiệm về mọi thứ, và không dễ, đặc biệt là khi mà họ chơi họ xài, quyết định họ chơi xài nha, họ chơi hết mình, họ xài hết mình. Nhưng đến lúc mà họ trong cái việc cuộc sống và mọi thứ về chất lượng cuộc sống họ rất ưu tiên. Và cái việc mà ở trên cái nhà nhỏ vậy để chi, để cho họ có thể được tận hưởng hết toàn bộ không gian, chứ không phải là xây rộng rãi được, bỏ ba cái, có thể là bỏ nhiều cái bàn salon to bự vào rồi không gian rất là dư rất là nhiều. Còn ở đây mình thấy cái gì cũng vừa đủ, nghĩa là vừa y cái con người mình xài thôi. Và cái trần nhà là mọi thứ nó thấp lắm, mặc dù ở đây là nhà cổ nhiều đó. Thì mọi người biết rồi, châu Âu là một cái đất nước, và Hà Lan là một đất nước phát triển kinh tế sớm nhất trong các cái nước của châu Âu, vì Hà Lan là sở hữu nhiều đồng bằng nhất. Ở đây mình hơi bệnh chút xíu. Và các nóc nhà ở châu Âu, đặc biệt ở Hà Lan á, thường là những nóc nhà xuôi. Với lại mọi người thấy nóc nhà ngang như vậy đi, đây là cái nóc nhà của ngày xưa, nóc nhà của hiện đại. Nhưng mà người châu Âu thì luôn luôn là để nóc nhà họ ở là xuôi xuống, vì khi mà tới mùa đông tới tuyết nó rơi á thì nó sẽ rớt xuống chứ không đè lên cái tầng nhà. Nếu mà xây kiểu mà nhà hiện đại như ở Việt Nam mình là xong phim rồi, nên tất cả nóc nhà ở đây là mọi người gọi vui là nóc nhà Thái, nhưng thật sự là họ xây cái nóc nhà xuôi xuống, dù là nhà cao tầng hay nhà nào đi chăng nữa. Rồi bây giờ tới lúc mình phải về nhà khách sạn nghỉ ngơi, và tối nay tiếp tục cuộc hành trình khám phá các miền đất châu Âu. Chúng ta còn tới 15 ngày nữa đi luôn mà. Go! Mình đang đi trên một trong những chuyến tàu điện lớn nhất của Hà Lan. Những chuyến tàu này đang chạy bằng điện, nằm trên trục Hà Lan, sẽ đi xuyên qua trung tâm thành phố. Vì để bảo vệ môi trường nên những chuyến xe bus này sẽ không sử dụng nguyên liệu quá thạch mà sử dụng điện. Và Hà Lan rất là coi trọng những vấn đề môi trường. Đó. Mình sẽ thấy được rất nhiều building xuyên qua đây, có các tòa nhà rất là đẹp ở Hà Lan. Và đặc biệt Hà Lan có rất nhiều cây phong nha. Nếu mà mùa thu tới cái Hà Lan này, mọi người biết rồi đó, rất đẹp luôn. Và kỳ này nếu ai đi Hà Lan như tháng 10 này, giữa tháng 10 thì sẽ thấy được cảnh cây lá vàng mùa thu.
Mọi người có thể liên hệ lạc với mình tại số ở dưới này nha, số điện thoại của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Đừng quên để lại cho mình một đăng ký để theo dõi. Chào và tạm biệt các bạn.